Hello cả nhà, đây là nhà đấu hái ha. Mình đang lên đơn 100k V-Shift toàn quốc. Phải mời nhà đấu hái. Thì cây ship đi mình sẽ gửi những cái nhà đấu hái như thế này. Với cái thân cứng thì nó có trên thân có, nó có những cái mầm cây con ha. Những cái này mới đủ sức để đi xa được. Còn cái lá nước có hoa như hồi nãy thì chỉ bán gần ở những khu vực như là Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước. Còn lại thì mình sẽ xếp toàn bộ là những cây nhỏ và như thế này để cho cây không bị hư hỏng trong lúc quá trình xếp ha. Cái lá nước hồi nãy nó to nhưng mà đi thì nó rất dễ bị hư hỏng. Cây cứng này thì đi thoải mái hơn. Thì combo mình sẽ đấu hái như thế này là 100.000 miễn phí xếp. Mình sẽ cặn kèm trong nuôi chó ha. Như mình nuôi cá, rong nuôi chó để lọc nước, giúp ổn định nước, như bảo vệ các con. Ngoài ra còn có bèo nhật. Bèo nhật này thì nếu còn mình sẽ cặn một ít để nuôi cá. Còn anh chị không có nhu cầu thì mình cũng thì nó mình khỏi tặng ha. Thì cây mình sẽ ship toàn quốc ha. Còn lẻ thì 10k một nhánh. Còn với ship hay địa chỉ, cây cà Bình Dương ship toàn quốc nha. Thì khi mà đặt hàng qua Zalo 078 626 3869, mình sẽ gửi cái video cách trồng á. Cây nào đi xa đóng gói thì nó cũng thân nó xoắn lại và rụng lá một phần ha. Khá là chấp nhận với cây hy sinh rồi, chứ không phải nó nguyên dạng được những cái loại hy sinh khác được. Ổ hái chính chất nó là vậy. Thì cảm thấy tin tưởng ok thì mình sẽ gửi hàng. Thì cây này mình ship toàn quốc luôn và chắc chắn bán thì cho khách phải trồng được như mình thôi ha.